Quốc Khánh 2 tháng 9 tới rồi, tao nói ba quen về nhà. Ở nhà đi làm ăn, ngủ nghỉ đi, không? Đừng bao giờ nghĩ tơ tưởng về cái chuyện mày đi biểu tình. Chết cả đám. Chứ không phải đụng nó chết mày đâu. Mày nghe chưa? Không? Những cái chuyện dơ bẩn của mày làm ra tao nói rất là nhiều. Chứ không phải là một chuyện. Không? Rất là nhiều luôn. Đụng nếu mà tụi mày đụng mẹ đàng hoàng. Rõ ràng nếu tụi mày đàng hoàng không bao giờ có cái chuyện mà đụng trước 75 mà có nhiều cuộc đảo chính vậy. Cái này tao nói rõ ràng, đúng chưa? Không bao giờ nếu mà tụi mày đàng hoàng nó không bao giờ đụng mẹ trước 75 mà có những cái cuộc đảo chính tụi mày. Tao nói tụi mày nè, sau đó lúc mà Bác Hồ đi chiến đấu đó, đi cứu nước đó, rồi đó tạo ra cái Bác Bộ Phủ, không ai đảo chính không hết vậy. À, bị ổng sống đúng, bị ổng sống đúng, người ta còn muốn theo, người ta trợ, người ta phò, đúng không? Còn mày sống bậy là mày bị đảo chính. Tao nói tụi mày nghe nè, ba que tao tao nói tới thằng Nguyễn Văn Thiệu không có đủ tư cách mà xách đôi dép của Bác Hồ. Tao nói thật một câu như vậy. Người ta nè lúc ra đi không có cái gì hết, trai trẻ ra đi khi bác về là bác già, rồi bác hưởng thanh bình được bao nhiêu năm, không được hưởng thanh bình luôn. 69 lúc còn chiến tranh khói lửa bác đã ra đi, nhưng mà bác sao bác không bao giờ nói rằng là tôi muốn hưởng thanh bình hay gì hết, bác chỉ nói rằng là tôi ra đi vậy đó, là đừng bao giờ là làm cái gì chi linh đình để mấy rằng á, là hao tổn là tiền của nhân dân. Bác đã sắp ra đi, bác trên cái thế là ngàn cân treo sợi tóc đó. Mà bác còn suy nghĩ cho nhân dân, tiền của nhân dân có ai được như ổng không? Ừ? Khi bác còn sống bác là một người cha, người anh, người đồng chí. Khi bác chết rồi bác trở thành một thánh nhân. Tụi mày nhớ chưa? Đúng, tụi mày nói Bác Hồ rất là ốm, ốm yếu, nhưng bác gánh cả Giang Sơn. Bác nối lại hai bờ Nam Bắc, xóa bỏ hai lá cờ trên một quốc gia, đó là Bác Hồ. Tụi mày được vậy không? Hay là tụi mày rước cờ khác về thống trị chính quốc gia của mình? Tụi mày thấy nhục chưa? Ừ. Có cái chuyện này nói rất là hay, là có ông trung tướng Đồng Văn Cống, là lúc đó là tướng Đồng Văn Cống là ở Bến Tre, đó là hoạt động bí mật. Hồi đó là trước 75 là mình hoạt động bí mật thôi, đúng không? Hoạt động bí mật mình không bao giờ mình lộ, đúng không? Nhưng mà người Sài Gòn đi xuống tận Bến Tre kiếm tướng Đồng Văn Cống xin nhập ngũ đi làm bộ đội, người ta hồi đó người ta kêu là bộ đội ông Cống, đi làm bộ đội, đúng không? Tại sao mà người ta hoạt động bí mật nhưng những người Sài Gòn là những người chịu sự áp bức của tụi mày, chịu sự gọi là kìm kẹp của tụi mày, người ta vẫn tìm xuống cái vùng Bến Tre, người ta kiếm ông Cống để người ta làm bộ đội ông Cống. Hoạt động bí mật là khó kiếm lắm đó. Tại sao lại tiếng lành thì đồn xa chưa? Tiếng lành đồn xa nó vậy. Còn tụi mày hả, mỗi lần mà đủ má mà dân mà Việt Nam Cộng Hòa mà nó kêu đi nhập ngũ á, thôi tôi trốn quân dịch, rõ ràng không nè? Tao chỉ tụi mày ổ trốn quân dịch trước 75 luôn nè, là cái chỗ mà đủ mẹ nè, cái chỗ ông Đào Dừa đó, là của thằng Nguyễn Thành Nam, là cái ổ trốn quân dịch trước 75, trốn quân dịch đi tu để trốn quân dịch luôn. Tụi mày sống làm sao mà vậy? Còn như nè, mặt trận dân tộc giải phóng không có tiền không có của, nhưng người ta có lý tưởng. Người ta biết rằng chúng tôi theo mặt trận dân tộc giải phóng là theo một cái quân đội chắc thắng, quân đội gọi là thiện chiến. Mặc dù là có không có gì cả, mặc dù là chỉ AK, chỉ lựu đạn, trang bị yếu ớt, nhưng đã thắng được hai đế quốc to lớn. Tụi mày hô hào đuổi Trung Quốc, nhưng tụi mày quên rằng năm 79 ai đánh cho Trung Quốc te tua, đâu phải tụi mày đâu.
không biết tụi mày, tụi tao nè, những con người nè hy sinh là thiếu là những tướng Lê Trọng Tấn, những thiếu tướng Hoàng Đan, những đại tướng Võ Nguyên Giáp, những thiếu tướng Lê Quảng Ba, là những người đó là hy sinh cho dân tộc Việt Nam, là những bác Hồ Chí Minh chứ không phải tụi mày, không? Tụi mày nói một câu sao? Đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sĩ của tụi mày nữa. Xin lỗi, tao đời đời tao đạp lên đầu anh hùng liệt sĩ tụi mày đó. Cho tụi mày biết tụi mày làm cái đách gì mà tụi tao phải nhớ ơn. Trời ơi, tao không nhớ tới Bác Hồ, tao không nhớ tới bộ đội thì thôi, chứ mắc gì nhớ ơn tụi mày. Bộ đội Bác Hồ á, đi tới đâu ai cũng thương. Nè, đi dân nhớ ở dân thương, thấy không? Ý dân là ý trời. Mày nên nhớ những câu đó đi. Còn tụi mày hả? Tụi mày sao? Lê máy chém khắp miền Nam, phải không? Người cộng sản tụi mày cũng giết, mà tao nói người dân tụi mày cũng giết. Hả? Người dân cái nhà ta đó đó, nhiều khi người ta đâu có chứa cán bộ, người ta dân thường, nó cũng vô, nó gắn ghép cho người ta cái tội là chứa cán bộ cộng sản, nó giết người ta. Anh em thấy vậy coi, anh em có đứng lên không? Bắt một người cộng sản á phải đứng lên. Gì? Tụi mày kêu ai? Tụi mày kêu Nam Hàn qua chơi tụi tao hả? Đúng không? Năm như năm sáu mấy đó là nó kêu Nam Hàn là tổng thống, là cái ông gì Bắc Song Hy á, nó kêu qua nó chơi mình, là nó đem qua là Rồng Xanh nè, là thị quân lục chiến Rồng Xanh, Mãnh Hổ, là Ngựa Trắng. Bộ đội tao không có làm gì đó, đúng không? Mà tụi mày vô đó dùng Bình Định, Quảng Ngãi đó, tụi mày giết người dân người ta, ông gái đó, tụi mày hiếp dâm rồi con nít đó, tụi mày xé giết đâm chém rồi đó, thì cái này người dân thì bức xúc chịu không nổi, lên nói với chính quyền Mặt trận Giải phóng, thì chính quyền Mặt trận Giải phóng nói với bà con, tụi tôi quyết tâm nè, xé xác Rồng Xanh, phanh thay Mãnh Hổ để trả thù cho bà con. Để trả thù cho bà con, tụi tôi quyết xé xác Rồng Xanh, phanh thay Mãnh Hổ. Chỉ những cái ông nón cối dép râu nha. Tụi mày đừng có... Ủa, tụi mày kêu cỡ nào? Rồng Xanh, Mãnh Hổ hả? Tụi tao xé xác hết. Tụi tao không nói, tụi tao chỉ có những nón cối dép râu là một, những nón cối bằng giấy là hai. Nhưng mà tụi tao có trái tim bằng sắt. Nón cối bằng giấy, dép râu bằng cao su, tụi tao có trái tim bằng sắt, lá gan bằng đồng, đúng không? Mày có nghe câu mà đặc công Việt Nam mà chân trần chí thép chưa? Chân trần vậy đó, không cần làm gì á, nhưng mà chí thép. Còn tụi mày cái gì? Áo giáp hả? Hả? Súng đạn là trang bị đầy đủ, phải không? Nhưng mà cái gan của tụi mày như con kiến vậy đó. Gan tụi mày là cái gan con kiến, con hổ giấy. Mà hổ giấy là biết rồi, ta xé một cái là đứt rồi, là rách rồi. Có nghe nè, tao dạy tụi mày nghe nè. Chân nhân thì bất lộ tướng. Như Bác Hồ tụi mày nhìn vậy đó. Tụi mày có suy nghĩ rằng hả? Tụi mày nhìn Bác Hồ vậy, tụi mày có suy nghĩ rằng là Bác Hồ là thống lĩnh, là nguyên một cái quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên một cái đảng cộng sản không? Không nhìn ra được. Bác Hồ sống cuộc đời giản dị của một ông lão nông, nhưng khi ra trận Bác là một vị cha, là một mãnh tướng. Mày nên nhớ vậy. Ngũ binh ư đông là như vậy đó. Khi mà chỉ huy chiến trường, Bác chính là một mãnh tướng. Khi mà đối diện với Bác Giáp hay là đối diện Bác Đồng, những người đó, thì Bác là một người cha, người đồng chí. Khi ra chiến trường đối với giặc, Bác là một mãnh tướng. Khi mà nghe tên tới là Chủ tịch Hồ Chí Minh của đất nước Việt Nam, của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì giặc nó đã tự được không đánh mà lui. Không đánh mà lui. Đối với cái tài ngoại giao của Bác đó, tao nói cho mày nghe nè. Mỹ á, tụi tao đánh ngoài, nó đâu chịu rút quân. Rõ ràng mình đánh hoài nó không bao giờ nó chịu rút quân. Nhưng Bác ra, Bác chỉ dùng cái tài ngoại giao của Bác năm 73 nó cuốn cờ liền. Cuốn cờ tại chỗ. Mày được như Bác Hồ không? Mày nói
ngoại giao bằng ổng đi mày nói chuyện. Một thân một mình ổng đi qua Pháp, nghe chưa, qua qua tới cái đầu não của người Pháp luôn. Lúc đó mình đang kháng chiến chống Pháp, qua tới đó nói chuyện với tổng thống Pháp rồi bển. Không, mày có làm được vậy không? Đánh Pháp qua nói chuyện với Pháp luôn, không sợ mày. Nói về gan không ai gan bằng Bác Hồ. Có ai gan nhà ổng mà tay không, mà khi ổng đi về là ổng thành một lãnh đạo. Mày gan không? Đi qua bên Thái Lan, Thái Lan thường không, đi qua bên Pháp, Pháp nể, mà đi qua bên Mỹ, Mỹ nó phải cúi đầu là Bác Hồ mình. Lúc ông đi nha, ông mặc một cái bộ đồ màu trắng, anh em biết cái bộ đồ đó không? Cái bộ đồ màu trắng mà cái quần dài đó, cái quần dài bộ đồ màu trắng, mang một đôi dép, dép lớp, dép râu đó, của bác, đội một cái mũ cát. Anh em biết cái mũ cát nó như cái mũ cối vậy đó. Nó như cái mũ cối của bộ đội mình, nhưng nó màu trắng. Nó màu trắng thì bác đội, bác đi như vậy, đi qua Pháp, đi qua Liên Xô, bác vẫn như vậy. Bác nói rằng đó là truyền thống của dân tộc, là truyền thống của dân tộc. Bác dạy các tướng quân là như nào, coi dân và coi tướng. Tướng, ví dụ coi lính như con của mình, như anh em của mình, đừng bao giờ nóng giận. Có một cái câu chuyện mà tôi nhắc về Bác Hồ, bác nói về là thiếu tướng Hoàng Sâm, anh em biết người đó không? Thiếu tướng Hoàng Sâm là ông này là nổi tiếng là rất là giỏi đó. Đi theo là ông Giáp với ông này là học chung một thầy, tức là ông Giáp với ông này là gia nhập đi theo Bác Hồ, gia nhập Đảng Cộng sản. Lúc đó là hai ông chả có cái gì hết, nhưng một người bác đào tạo là đại tướng, một người bác đào tạo ra thiếu tướng. Vô tay bác, từ nông dân chân lắm tay bùn là biến thành tướng hết. Bọn mày làm được vậy không? Hả? Không làm được vậy. Tay bác là tay đào tạo tướng, mà ổng đào tạo ra tướng thì tao hỏi tụi mày chứ ổng làm vua được chưa? Hả? Đã đào tạo tướng còn đào tạo ra được mà làm vua là dư sức, nói thật. Không, còn tụi mày hả? Tao nói là tướng tụi mày đào tạo ra, tao nói vui lắm. Tướng làm neo rồi, không, tướng đi móc bọc mà cũng có. Tướng bao que nè, đi làm neo nè, tướng đi móc bọc, tướng đi bán báo nè, tướng đi nói chung là mua xe không có tiền trả góp. Tướng mày làm vậy không đó, mua xe không có tiền trả góp. Bác Hồ dạy cho thiếu tướng Nguyễn Sơn, ông này là nóng lắm. Không, ông này là tính tình rất là nóng, là thiếu tướng Nguyễn Sơn. Ông là lưỡng quốc tướng quân, lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn. Ông rất nóng thì nói chuyện với lính á, rất là cọc cằn đối với lính mình. Không, rất là cọc cằn đối với lính của mình. Nhưng mà Bác Hồ, bữa đó thì Bác Hồ nói là Đi vô chỗ của thiếu tướng Nguyễn Sơn, nói là kêu ông Nguyễn Sơn lên đây để tôi dạy việc. Thì lên cái Bắc Bộ Phủ là đúng 11 giờ rưỡi. Lên đứng đó đợi mà Bác Hồ không ra. Bác Hồ không ra mà ông đứng ông đợi hoài thì đã tánh nóng mà, thì tức, thì ông tức. Ông tức thì lúc này ông đòi xông vô luôn. Thì Bác Hồ đi ra, Bác Hồ kêu lính đó là dắt ông thiếu tướng này vô. Dắt ông vô thì cái mặt ông bừng 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 bừng, ông nóng. Thì Bác Hồ mới đưa ra hai ly nước. Đưa ra hai ly nước, một nước đó, một ly nước lạnh là của Bác Hồ, ly nước nóng nước sôi á là của ổng. Thì ổng không chịu uống, ổng nói sao này nước sôi mình sao mà uống, đúng không? Ổng đổi, Bác Hồ không cho đổi. Bác Hồ mới chỉ, Bác Hồ mới nói này Nguyễn Sơn, ông tại sao mà ông cho lính của ông nó là uống nước nóng? Thì ông này ông không biết, ông này mới hỏi Bác Hồ chứ con đâu có cho uống cái gì nước nóng. Bác Hồ mới nói một câu, bây giờ tôi đó mà chửi ông có làm việc cho tôi không?
cứ chửi vô mặt ông Sắn xả đó, ông có làm việc cho tôi không? Không bao giờ. Ông phải lấy đức phục nhân, đừng bao giờ chửi rủa. Là từ đó là thiếu tướng Nguyễn Sơn bỏ luôn cái tánh chửi rủa, bỏ luôn tánh chửi lính luôn đó. Là nhờ Bác Hồ dạy đó. Cái cách mà dạy người của Bác Hồ rất là hay, đúng không? Cái cách dạy người, rèn trí, rèn dũng của Bác Hồ rất là giỏi, rất là giỏi. Đó là lý do tại sao tướng Võ Nguyên Giáp lại là một mãnh tướng, mà đào tạo ra mãnh tướng thì làm vua được rồi. Tụi mày không có một gốc của Bác Hồ, không? Còn tao nói tụi mày nè, tụi mày nói á, là dân tộc Việt Nam tụi tao không đoàn kết đó, không? Trời ơi, nó nghe nè. Mày thấy cái đợt mà Việt Nam nó đá banh mình thắng không? Thắng một cái là rụp trời cờ đỏ. Nó thắng một cái là rụp trời cờ đỏ, không thấy cờ vàng của tụi mày. Đúng chưa? Mà mỗi lần mà tụi tao đi vậy đó, không là đi cả ngàn người, cả vạn người, là ba miền đất nước là ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cái nhất. Dù có thất bại, tụi tao vẫn đi bảo. Đi bảo để cho đội tuyển Việt Nam biết rằng chúng tôi không bỏ quên các bạn. Không có phải là bạn thắng rồi chúng tôi mới đi bảo. Bạn thua vẫn đi bảo để khích lệ tinh thần các bạn. Có ai đoàn kết như Việt Nam đâu không? Tụi mày là cái lũ lưu vong, tụi mày không có quyền tụi mày nói. Hôm nay lên đây giao lưu với anh em nhiêu đây được rồi. Em còn về em ăn lễ nữa. Thôi bây giờ em gác cái livestream này lại, em chào anh em, rồi bữa nào em rảnh là em sẽ lên tiếp. Thôi bye bye anh em diễn đàn.